Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Tiệm hiện đang có cặp niềng Jeep 440 ạ. Niềng này sử dụng lớp không ruột. Niềng 700C. Niềng này chạy sử dụng từ 8 đến 10 lít ạ. Bản carbon rất to, nhìn đã lắm. Niềng carbon còn tốt lắm ạ. Lớp vẫn còn sử dụng được. Câm và đầm còn mới tinh à. Ti bật đu lắc, đầm đu lắc à. Đặc biệt mấy cái câm này đều có mã số, nhôm trắng và rất sáng, rất đẹp à. Đầm còn mới tinh luôn. Niềng sau chữ Jeep màu đỏ 440. Cầm dẹp sáng trưng à, đã lắm. Tiếng còi nổ rền rang luôn. Để em lấy thước đo xem cơ bản niềng này bao nhiêu phân ạ. Niềng cao tầm khoảng 6 phân ạ. Đem để xuống dưới nền nhà quay chắc nhìn thấy rõ hơn. Niềng vẫn còn tốt, còn đẹp lắm ạ. Lớp Victoria 21-28. Niềng nhẹ lắm. Niềng trước đùm đu lắc 7.400. Còn cái này niềng sau ạ.
Ti U Tẹt Sa đời 6500 ạ. Đùm U Tẹt Sa đời 6500 ạ. Ngay chỗ này có vết chày nhẹ. Để em cầm lên quay thử, quý cô chú anh chị kiểm tra tiếng cối của niền ạ. Tiếng cối nổ ghê thiệt. Dạ, quý cô chú anh chị và các bạn ơi, cặp niền Jeep này có giá ship về Việt Nam là 14.800.000 ạ. Nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo. Video đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.